Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở video này thì ở trong trận đấu này thì anh em mà đánh một trận đấu tống kim khá là chua chát. Hôm nay thì kim nó đánh đầu nó ép nó tống từ đầu đến cuối anh em. Anh em có xem video ngày 8 tháng 9 thì em sẽ biết ép từ đầu đến cuối luôn em. Nên là những anh em tống rất là khó khăn để leo lên top. Và hôm nay thì Khải có đó là nổ top rồi, không nói là nổ thì những ạch này Khải soi đồ rồi. M2 là phá gì đây Khải chưa biết. Thấy hôm nay với 107 mạng lên top 5 thì Khải soi đồ cho anh em xem. Đây, hôm nay đánh rất là khó. Gọi là phá gì đây, nhìn sơ sơ nhẹ phá gì đây. Nhìn nhẹ phá gì đây. Thiên nhẫn à. Thiên nhẫn, các bé là thiên nhẫn à nè. Hỏi ông không trả lời nè em ơi, hỏi Khải không biết phá gì nữa. Được rồi, cái gì? Coi ông đứng chỗ nào. À, thiên nhẫn, ok. Thiên nhẫn nè em ơi, đây nè em thấy không? Đó, có cái dòng đỏ đỏ trên đầu nè, đó thấy chưa? Ok, bây giờ chúng ta cùng soi đồ của 12 thử như thế nào nha. Hôm nay đánh cũng khá là ok đấy. Nằm được top 5 tống kim là gọi là một cao thủ rồi em, không phải đơn giản. Rồi chúng ta cùng xem nhẹ thử 12 thử đang có cho mình cái gì. Hiện tại anh em cùng nhìn trên đầu 12 đây nè, cái mặt trăng là kỹ năng cũng có cộng 1 này, kèm với cái dáng xe bào là được cộng 2 kỹ năng vốn có nè em, được cộng 2 kỹ năng vốn có nè em ơi. Thiên nhẫn tầm này mà được cộng 2 kỹ năng vốn có thì gọi là quá là bá đạo luôn em ơi, quá là bá đạo luôn đó nè. Rồi chúng ta cùng xem coi. Đang có cho mình một cây kiếm làm chậm 40. Một cây kiếm làm chậm 40, thiên nhẫn nè em à. Một cây kiếm làm chậm 40, sinh lực 82. Chắc chắn sẽ đi kèm với cái nón. Và một cái nón là làm chậm 40, nội lực 128 thì set này thì auto 80 làm chậm rồi nè. Chắc chắn 80 làm chậm rồi. Để kèm với một cái áo 40 17 để kích cái nón dòng 1 và gia truyền hợp mộc để kích dòng 2. Đó, anh em thấy chưa? Đây là thiên nhẫn nha em. Tầm này thiên nhẫn quá là khỏe nè em ơi, được coi cấp nhiều. Không biết cấp bao nhiêu mà Khải nghĩ là ạc này bèo lắm phải là 108 anh em. Tại vì hơn Khải khá là nhiều hạng nè. Hạng 59 server thì Khải nghĩ là gần 108 hoặc là 108 rồi. Đó. Hai món mọc áo với gia truyền thì kích nón với vũ khí dòng 2 luôn. Và đang có cho mình 80 làm chậm nha em. Đang có cho mình 80 làm chậm. Rồi chúng ta cùng tiếp tục xem. Một bao tay kim, sinh lực nỗ lực. Có cho mình dòng sinh lực nỗ lực khá là đẹp. Thiên nhẫn thì người ta ưu tiên nỗ lực một chút nữa nè. Tại vì máu người ta khá là nhiều. Vô bên trong này tống kim thì người ta cánh nghe mi hoặc là cánh lách cánh đồ thì máu bèo lắm phải 8k rồi nè. Có nghe mi bèo lắm phải hơn 10k máu nè. Ít nhất hơn 10k máu nếu mà có nghe mi đi cùng. Đó, server này không kéo xe. Nhưng mà lỡ đâu gặp nghe mi đi cùng có full xe thì máu trên 10k là cả chắc nha nè. Rồi, một bao tay sinh lực nỗ lực chuyển hóa 10. Ngập bội nỗ lực cao anh em thấy chưa? Khả nói đúng chưa? Thiên nhẫn ưu tiên nỗ lực nha nè. Đó, hai món nỗ lực khá là cao. Rồi tiếp tục, cá nhẫn cũng vậy, nội lực 114 luôn. Khẳng banh 12, hơi phèn một tí nhưng mà lái được cái dòng nội lực. Nhẫn này 930, cũng là ưu tiên nội lực. Ui, ông này biết cách build đồ đấy. Biết cách build đồ đấy. Rồi tiếp tục, một nhẫn 930 đi kèm với đai lưng. Đai lưng là 10 chạy 1730. Đai lưng này thì không có nội lực anh em à. Đai lưng này thì có sinh lực. Và hiện tại có cho mình là 17 kháng hỏa. Và bên này 9 là 26. 26 với kèm cái này là 34 kháng hỏa mà thôi. 34 kháng hỏa và kèm theo 60 chón. 30 chón nhận dưới và 30 chón đai lưng. Đó, thì nhận này build đồ đánh theo vũ khí hỏa nha nam. Vũ khí chuẩn hỏa nha nam. Rồi, nói chung thì set đồ này thì không phải là dạng quá VIP cũng không phải là dạng cùi nha. Set đồ này là gọi tầm trung nha. Ở server này thì với so với hiện tại thì set đồ này rất là dở sám anh em à. Rất là dở sám nha, không có mắc, không có mắc nha nam. Tầm này thì ok, ông này gọi là BK, gọi là chất chơi người dơi ấy. Nằm trên top này thì gọi là cũng một là cao thủ tống kim nên là Khải mới soi cho anh em xem đó nè. Không biết đâu nè. Rồi với đẳng cấp 108 gồng 108 đi. Đây 80 chậm nha nè. Tổng lại một lần nữa là 80 chậm nè. 40 từ nón, 40 từ vũ khí. Rồi 60 chón. Đó 30. Còn những món đồ còn lại thì cũng vài trăm xu. Vài trăm xu cao lắm là một kim nè. Đó tại vì những món này chỉ ưu tiên nội lực thôi. Chứ còn kháng nó thì không được cao cho lắm. Đó set đồ này gọi là tầm trung á nè. Không quá mắc, không quá rẻ. Anh em chỉ set này Khải nghĩ 15 kim quay đầu, khoảng tầm 20 kim quay đầu nếu mà tầm này nha, so với tầm này thì khoảng 15 kim quay đầu. Còn lúc đầu server thì cái vũ khí này nó chỉ giá phải 1 triệu đó nè. Lúc đầu server cái này chỉ giá 1 triệu đó anh em không biết đâu. Còn so với tầm này thì cả set đồ này thì Khải nghĩ set đồ của ông này đang mang cả set đồ này so với giá trị hiện tại nha thì nó khoảng tầm 20 kim quay đầu tất cả. 20 kim quay đầu thì set đồ này quá rẻ anh em. Tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 là anh em đủ chơi rồi. Anh em thấy không? Đó. Rồi ok. Nói chung thì
anh em xem video này của cao thủ M2 Thiên Nhẫn thì đừng quên cho M2 một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Di Khải Gaming một like chia sẻ nha anh em ơi. Đó, đây là một cao thủ tống kim nha anh em. Rồi, nói chung thì chúc anh em xem video này vui vẻ. Và hiện tại Khải vừa lập kênh mới trên kênh và đang mong muốn đạt 1000 sub. Anh em có thể kích vào nội dung video bên dưới kênh thứ hai của Khải và anh em hãy đăng ký và nhấn chuông giúp Khải đạt 1000 sub nhanh nhất. Để Khải sắp tới sẽ hoạt động lệnh bài bot và hoạt động livestream trên kênh mới nha mọi người ơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Đó.